Ma cái chân đuôi mà quý. Rồi, xin lỗi các bạn, có giờ đang live không biết làm sao, đang live coi như là bị ấy luôn, không biết có bị đánh phá hay không. Đang live đánh mất mất luôn live thế. Bây giờ nó hơn 2-3 giờ thì mình cũng làm chứ. Không phải. Bây giờ đang đang tự nhiên nó rớt mạng, mà không biết là bị lý do gì. Mà rất nhiều người nhá, hôm nay nhá, đang live bị mất like luôn nhé. Rồi, chờ các bạn vào đông đông nhé. Rồi, xin chào Tân Quang Đình. Rồi em mời anh Tư hoặc là Quang Thắng này. Lên rồi em mời anh Tư Tư trước. Hello, chào bạn Nguyễn. Vâng, em chào anh. Chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Vừa rồi có ý kiến của anh Sang Vâng, anh An vâng. Sang Kham, Sang Kham. anh cảm ơn anh. Anh đã cho chúng tôi biết được một số cái vấn đề quy định về cái thủ tục ngoại giao. Thì tôi thì ý kiến tính thế này. Xin lỗi, tôi vào nhà. Dạ. Là tôi muốn anh với quá trình công tác của anh ở cơ quan ngoại giao Dạ. thì ở đây trên cộng đồng mạng cái diễn đàn này thì nói chung là bà con kiều bào là cũng tham gia rất nhiều. Tôi hiểu theo tôi Vâng. biết ấy, là Dạ. bà con xem cũng rất nhiều. Tôi muốn với cái khả năng trình độ năng lực làm việc của anh trong Bộ Ngoại giao, anh hướng dẫn giúp, tại vì với bản thân tôi ấy, thì nó cũng có cái này cũng dễ thôi, tại vì hiện tại bây giờ cái passport Việt Nam của chúng tôi ấy, là khi chúng tôi ra đi ấy, là sau năm 95 là có sự ban giao giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam, thì chúng tôi vẫn còn passport Việt Nam, cái quốc tịch Việt Nam chúng tôi cũng còn. Thì như những cái chương trình mà Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn ấy, đến Hoa Kỳ nhiều thì cũng trao đổi, thì chúng tôi cũng nắm rõ thêm về cái chủ trương về quyền song tịch ở là công dân Việt Nam ở Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng nắm rõ rồi. Nhưng mà ý tôi là tôi muốn xin anh ấy, là hướng dẫn, tại vì một số kiều bào người ta ra đi vào những thời điểm mà đất nước khó khăn, rồi ra đi bất kỳ một lý do nào đó mà họ không có cái quốc tịch Việt Nam, để hướng dẫn họ xin lại cái quốc tịch Việt Nam. Thì như là có một kỳ họp quốc hội ấy, thì chúng ta cũng thông qua là không 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 hạn chế vào tháng 7 năm 2016 hay 2017 thì tôi quên rồi. Nhưng mà không không hạn chế thời gian là ấy, nhưng mà tôi thì tôi muốn mong anh ấy, với cái trình độ làm việc của anh ở Bộ Ngoại giao, hướng dẫn cho bà con ở kiều bào ở nước ngoài nắm rõ được hơn về cái thủ tục hành chính, thí dụ như là xin lại quốc tịch này, hoặc là xin là trở về hồi hương, thì liên lạc đến lãnh sứ quán hoặc đại sứ quán của đất nước tại cái nước sở tại. Thì cái này tôi cũng nắm, vì bản thân tôi thì tôi nói cũng nói thật với anh và các anh chị em trên diễn đàn ấy, thì tôi vẩn còn quốc tịch Việt Nam, vì cái passport Việt Nam của tôi vẫn còn. Khi hết hạn là Đúng rồi. tôi về là tôi lấy vacation, tôi về Việt Nam tôi đi chơi chơi hơn tháng rồi tôi làm lại passport. Cái chuyện đó rất bình thường. Ở bên này thì có những cái cơ sở dịch vụ họ làm cho bà con. Tôi có đến một cái cơ sở dịch vụ văn phòng luật sư đó, thì tôi hỏi khi mà có năm cách đây gần hơn 10 năm, khoảng 8 9 năm về trước, 7 8 năm, 7 8 năm
Thì tôi đến tôi hỏi thì những cái cơ sở dịch vụ này họ cũng làm, mà với giá là 100 đồng. Nhưng mà khi tôi về Việt Nam tôi mua vé, tôi về Việt Nam tôi chơi 1 tháng thì tôi về Việt Nam làm thì chỉ có 150 đồng thôi, hoặc là 200 đồng gì, 200 ngàn gì đấy, 200 ngàn Việt khoảng độ Nam 10 vâng. đồng à, khoảng 10 đồng thôi à. Thì cái này tôi cũng muốn trao đổi với anh. Rồi số cộng đồng anh chị em trên cộng đồng mạng là bà con kiều bào ở nước ngoài thì cái thủ tục về rất là dễ, ta về Nguyễn Trãi ra ta làm rất là dễ, Đúng. vào là chỉ cần chụp hình rồi là tiến hành thủ tục là làm lẻ thôi mà, rồi xong sau đó vài ngày là người ta gửi passport, hoặc là mình có ngày hẹn là mình lên nhận cái passport về, thì cái đó cái chuyện đó rất là bình thường. Còn cái thủ tục mà xin hồi hương thì ở đây tôi thấy có một số người tôi đi chơi rồi tôi thấy là họ về họ mua đất mua cát, là chắc là bà con ở bên đó là đứng tên cho họ, cho nên là họ có đất cát, họ có nhà có cửa ở bên đấy. Thì cái thủ tục mà hồi hương đó thì họ không làm, họ không có cái passport ở Việt Nam vì họ ra đi trước cái hiệp định hợp tác giữa có Vâng. cái quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Thì cái này thì tôi muốn anh nhờ anh giúp cho bà con kiều bào hiểu được rõ hơn cái đường lối chính sách, vì chúng ta đang thực hiện cái nghị quyết 36 mà Đúng rồi. thì ta kêu gọi kiều bào về là đóng góp xây dựng quê hương, hoặc là được sinh sống trên là quê hương xứ sở của mình. Thì đây là cái mục là cái nguyện vọng của đa số đại đại đa số bà con kiều bào ở nước ngoài. Người ta chưa hiểu được cái thủ tục của ta. Thì tôi thì ý tôi thì khi mà tôi viết cái comment như vậy thì tôi muốn anh đó là giúp chúng tôi ở như đây, bằng Nguyễn hoặc tôi hoặc một số anh em ở trên này thì chúng tôi không rành về cái này, mà Đúng rồi. cũng qua thông qua cái diễn đàn này chúng tôi cũng mong mỏi là anh giúp để chúng ta làm cái công như hình như giống giống như một cái công tác tuyên truyền về 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 cái thủ tục của Thủ ta tục để cho hành bà chính. con kiều Vâng. bào hiểu, thủ tục hành chính bà con hiểu rõ hơn, bà con hiểu rõ hơn để người ta dễ dàng người ta quay trở về. Chứ ở đây tôi thấy tôi có thể trình bày với anh một số cái vấn đề thế này. Có nhiều đất người rất tội, họ mua đất cát ở Việt Nam rồi họ cất nhà cửa, chụp hình cho tôi xem rất đẹp ở Mỹ Tho đấy, rất đẹp, Nhưng nhưng mà mà bây không được mang giờ tên, nhưng mà không được mang tên. à, đúng rồi, đúng. Vâng, Không, có người bà con bà thì con mang mang tên tên cho họ. chị. Vâng, đúng rồi. Thì đến đến cái giai đoạn này thì anh chị này thì cũng đã retire hưu rồi, nhưng mà bây giờ thì chị thì còn sức khỏe về được, còn anh thì bây giờ bác sĩ cấm lên máy bay cũng muốn về về cũng được, nó khổ thế, nó có những cái trường hợp như thế là cũng cũng đau lòng lắm. Nhưng mà thì muốn trao đổi thêm ý kiến với anh như vậy, để dầu gì thì chúng ta ở trong quê quê nhà thì cũng đang kêu gọi bà con ra đi bằng bất cứ lý do nào, trước 95 hoặc sau 95, nếu có nguyện vọng về xây dựng quê hương hoặc muốn về sinh sống tại quê, ta nói dùng cái từ cho nó gần, ta không, tại vì những người này trở về thì họ cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà với cái tình cảm là quê hương đậm đà, người ta muốn về, người ta sống những ngày còn lại, cuối cùng còn lại của cuộc đời người ta sống trên quê hương. Thì cái ý tôi là tôi muốn hỏi anh, nhờ anh hướng dẫn giúp cho bà con ở kiều bào không phải ở xứ Mỹ không, mà cũng còn nhiều bà con Đúng kiều rồi. bào ở những quốc gia khác. Chúng ta không khuyến khích những kẻ chống cộng cực đoan trở về, vì những thành phần này hiếu, họ qua quá trình sống và họ nhìn thấy cái sự tiến bộ của quê hương, họ cảm nhận được thì họ về, và cũng đừng chống phá. Tôi cũng có thể nói thẳng với anh, Vâng, Đam, Sam 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 Khan vâng với san bằng Nguyễn, vâng san kham. anh Sang Kham, tôi nói với anh như anh tôi đó, là ông ra đi vào ngày 30 tháng 4 75, đến nay thì ông đã về về thai và ông về Việt Nam, mà ông đã ở ở nhưng mà ở Sài Gòn thì anh chê là nóng quá, tại vì anh ở bên cái khí hậu ở bên xứ bên này ấy, thì nó mát, cho nên anh nói thôi ở Sài Gòn nóng quá, mặc dù ở nhà có máy lạnh ấy, nhưng mà nó chứ nhưng mà ra đường thì nóng lắm, thôi lên Đà Lạt mua một cái apartment, cái chung cư một căn Rồi cái hộ vấn đề thôi, đấy mà một lát nữa Lợi Minh ở trên đấy làm là xong mát. tịch rồi Lợi Minh sẽ trả lời được. À, Vâng. thì tôi muốn nói về cái tình cảnh của ông anh tôi, mà tôi nói với anh này, anh tôi trước đây là tham gia lính ngụy, à, 2 lần bị thương, 2 lần bị thương, một lần mà bị hạ Lào,
chiến dịch Lam Sơn 719 và bị thương vào ngày giải phóng Bình Long, Phước Long. Đó là mùa hè đỏ lửa 72. Đó. Thì tôi nói với anh chứ, khi anh về, anh thấy Việt Cộng anh sợ lắm. Nói thẳng với anh vậy cho nó vui. Anh sợ lắm. Nhưng mà chúng tôi thì sống ở, trước đây chúng tôi sống ở trong nước thì chúng tôi hiểu. Tôi nói anh cứ yên tâm, về Việt Nam sống, anh sống bình thường. Anh đã biết cái nhà này là trước ngày 75 khi anh ra đi là anh 20 mấy tuổi rồi, gần 30 tuổi rồi. Anh hiểu là gia đình này không ai là Việt Cộng cả. Nhưng mà tôi dám bảo đảm với anh, anh về anh sống với gia đình, anh đừng làm gì chống đối với chính quyền, chống đối với đường lối, chủ trương chính sách của đảng, thì tôi đảm bảo với anh cuộc sống của anh rất bình thường, an toàn. Thế thì bây giờ anh ở nay là hơn chục năm rồi, bình thường. Và cứ 2 tháng, nói chung là cái lương hưu của anh thì cuộc sống của anh thì cũng tương đối là ổn, cho nên là ở ngoài Đà Lạt thì 2 tháng anh vào Sài Gòn một lần, về nhà một lần, chạy vào nhà thì chả làm gì, thăm anh em rồi xong là lấy paycheck. Hai tháng lấy paycheck một lần, đúng ra thì cái tiền tiêu á, thì một tháng nếu mà cần tiền tiêu thì một tháng phải cần lấy paycheck một lần, nhưng thực tế anh cũng cần. Lý do là với cái mức hưu của ảnh và cái cuộc sống của xã hội Việt Nam nói chung là dư, với 1.600 đô quá dư. Cho nên anh sống với cái mức sống ở Đà Lạt cũng như dân thường của mình thì rất là thoải mái. Tôi nói sống rất là thoải vương mái. Giả luôn này, sống vương giả luôn này. Đấy. Cho nên là nhiều khi là em tôi gọi điện sang ra Đà Lạt, nói, anh về anh lấy paycheck nó vẫn họ về gửi về nhà kìa. Hồi tháng này tao cũng chả cần đâu, tao cũng vào. Tháng sau tao vào, lười mà, lớn tuổi rồi lười đi. Lười đi. Nhưng mà thì 2 tháng vào thì deposit vào vào lấy paycheck rồi deposit được nhà băng. Tiền hưu bây giờ tôi nói với các anh chị là ở sống ở ngoài, ngay như xứ Hoa Kỳ đây, họ vẫn gửi tiền hưu cho các anh chị về Việt Nam. Nếu các anh chị làm thực hiện tốt cái quyền công dân, cái quyền công dân rồi của mình ở xứ đất đất nước sở tại, mình chờ chỉ xíu các sau chị đóng thuế, rồi. Đúng rồi. Các anh chị đóng thuế đầy đủ, thì khi các anh về nghỉ hưu, thì chính quyền sở tại Hoa Kỳ sẽ gửi tiền hưu trí cho các anh về Việt Nam. Yên tâm, gửi thẳng đến nhà, các anh cho địa chỉ cụ thể, thì các anh chị đừng đừng lo ngại là cái chuyện là các anh chị không hưởng được đâu. Nhưng với điều kiện các anh chị phải có quốc tịch nha. Chứ nếu các anh chị thẻ xanh là các anh chị hơi cực, cực là phải làm một cái đơn là xin rời nước Mỹ. Một lần làm một cái đơn như vậy hình như là tôi nhớ nhớ đâu là được một năm, ngoài một năm, năm rưỡi thì các anh phải đóng, các anh chị phải đóng là hơn 400 đồng. Đấy, thì nếu các anh chị mà có quốc tịch rồi thì các anh chị về visa này, về passport này, các anh chị ở, nếu mà sống ở miền Nam thì vào lãnh sứ quán Hoa Kỳ nằm trên đường là Lê Duẩn, cái tòa đại sứ quán cũ trước bài đó, các anh chị đến đấy cứ làm rất rẻ tiền, đừng đi thu đi là dịch vụ bên ngoài. Ông anh tôi làm tôi biết, anh nói tôi rất rõ, cho anh rất rẻ. Các anh chị cứ mạnh dạn về, vì đất nước mình đã bình yên rồi. Bây giờ dưới sự lãnh đạo của người cộng sản, đất nước đã phát triển. Ta soi trước 75 so đến nay, cuộc sống bà con đã nâng cao rất nhiều. Nó không còn khổ cực như năm 77, 78 mà các anh chị đi vượt biên nữa. Thời điểm bây giờ, từ cuối thập niên là 70, chúng ta khổ, chúng ta ăn bo bo, chúng ta ăn bột mì, gạo phải độn với là khoai lang. Nhưng đến nay bà con xin lỗi, nhiều khi là gạo mà khô bà con còn không ăn. Còn nó nước ngon của mình đó là bây giờ là trồng trồng lúa, bây giờ trồng lúa bây giờ là phải lúa cao cấp để cho bà con có cái ăn ngon. Trước đây chúng ta ăn no mặc ấm, nhưng bây giờ ngay giai đoạn này chúng ta đã được ăn ngon mặc đẹp, bà con mình ở trong nước là như thế đấy. Cho nên là các anh chị cứ mạnh dạn ra về, về thăm một chuyến đi. Còn riêng với là các bạn mà chống cộng cực đoan, tôi xin lỗi các bạn. Có những ở đây tôi thấy có Jackson Bùi trẻ tuổi mà các bạn không biết gì đâu, không biết vì những cái khó khăn cực khổ mà cuối thập niên 70 đấy, bà con vượt biên nhiều là do hoàn cảnh kinh tế là nhiều đó. Cho nên là cũng qua diễn đàn của bạn Nguyễn rồi mình cũng là trao đổi
thêm mà hướng về quê hương đất nước, người nào còn sức lực giúp ích cho là quê hương đất nước cũng được. Hoặc Vâng. anh chị nào lớn tuổi rồi muốn cuối cuộc đời an nhàn trên là mảnh đất nơi chung nhau cất rúng của mình thì các anh chị cứ về, các anh chị cứ về, các anh chị đừng làm gì, đừng làm gì là phá Tổn rối hại, là tình hình vâng, để tổn hại đến cái cuộc an sống ninh yên trật bình tự của của những xã người Việt hội Nam. của bà con, là các anh chị cứ về sống thoải mái, không ai nói à. Nè anh Nguyễn Nhàn nghe nghe nó ăn bo bo thèm không anh, không còn bo bo để ăn nữa đâu. Vâng. Bây giờ kiếm một bo làm sao mà Ok ra? Vâng. Dạ. à, thôi anh bằng miễn ơi, anh lên chia sẻ số vấn đề để nói rõ cái ý của anh muốn xin anh gì vừa rồi đó, Vâng. anh lên trình Anh bày để bà con, sân khấu. mà tại vì xin lỗi anh, tại cái tên của anh nó hơi khó, Vâng. và vì anh thì cũng mới mới tôi mới được xem anh nói chuyện lần này là lần thứ hai, cho nên Dạ. là cái tên anh tôi cũng chưa thuộc lắm. Vâng. Anh Tôi xin tên là lỗi anh anh San Kham. San Kham. đúng rồi, nghe cái tên giống giống như người dân Vâng. tộc, thành thử là anh khó đọc, khó đọc Vâng. à, thì Vâng. xin lỗi anh Vâng. là cũng cảm ơn anh khi anh tham gia diễn đàn của Văn Nguyễn thế này, với những cái đề tài mà nói về là cái chủ trương đất nước kêu gọi bà con kiều bào trở về quê hương đó, thì nếu anh có những cái hiểu biết và có những cái kinh nghiệm để hướng dẫn bà con, có những người chưa chưa rõ, Đúng thì rồi. với tiếng nói của anh nó có trọng lượng hơn chúng tôi, là những là người công dân bình thường, thì chúng tôi cũng không rành về thủ tục lắm, thì với tiếng nói của anh thì nó đúng là nó có chất lượng hơn. Thế anh chia sẻ với bạn Nguyễn với các anh chị em ở trong diễn đoàn một ý kiến, rồi xin phép lui để dừng Vâng. diễn đàn cho Lợi Minh một, chứ Lợi Minh hai mà nói nhiều quá Lợi Minh một lại gọi điện thoại cưng cự nữa. Dạ vâng, rất rất cảm ơn Ok anh Tư ạ. rồi, Vâng, dạ chào anh. chúc Dạ. các anh em anh chị em ở trong nước được một đêm an lành và hạnh phúc, và chúc các anh Dạ chị vâng. ở nước ngoài được một ngày là nhiều sức khỏe và công việc phát đạt. Xin Rồi, chào. vâng, cảm ơn anh. Rồi. Xin mời anh cầm lên tí rồi xong rồi mời lại bên nhá. Mời anh cầm lên một chút này. Hello. Vâng, em chào anh.